Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể tối ưu hóa được cái RAM ở trên cái VSmart, những cái sản phẩm của VSmart nha. Chẳng hạn như khi các bạn vô tình nâng cấp lên VS 4.0 mà chúng ta tạm thời chưa có cách nào khắc phục được cái tình trạng đứng lắc của máy, thì mình có thể kiểm soát xem là cái ứng dụng nào đang chạy nền mà chúng ta sẽ hạn chế nó như thế nào. Thì đầu tiên để làm được này, các bạn sẽ giúp mình kéo xuống phía dưới cuối cùng. Chúng ta sẽ vào cái phần giới thiệu điện thoại nha. Sau đó thì mình sẽ ấn vào thông tin phần mềm đây và gõ 5 lần vào cái số hiệu bản dựng này. Đến khi nào mình hiện dòng chữ là bạn đã là nhà phát triển rồi thì thành công nha. Các bạn sẽ giúp mình trở về cái phần là hệ thống này đây. Sau đó mình sẽ ấn vào cái phần tùy chọn nhà phát triển. Ở trong này thì các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có cái các dịch vụ đang chạy này, là để mình kiểm soát xem là ứng dụng nào nó đang ngốn RAM của mình. Ví dụ trong cái trường hợp này thì có một số các ứng dụng như là SnapTube này đang chạy nền này, Camera Remote đang chạy nền này. Mà những cái ứng dụng chạy nền mà các bạn cảm thấy không cần thiết thì các bạn có thể gỡ hoặc là buộc dừng nó nha. Galaxy Buds này cũng đang chạy nền này. Để tối ưu hóa tốt hơn thì các bạn sẽ giúp mình ấn trở về cũng trong cái giao diện của tùy chọn nhà phát triển này nha. Thì các bạn sẽ kéo xuống dưới, các bạn sẽ kiếm cái mục gọi là ứng dụng ạ. Vẽ này. Đây, ứng dụng, đây, ứng dụng nha các bạn. Mục ứng dụng này, chúng ta sẽ ấn vào cái phần là giới hạn quá trình nền. Sau đó thì mình sẽ ấn vào không có quá trình nền. Cái cách này nó sẽ áp dụng để tối ưu hóa RAM tốt nhất cho những cái dòng máy yếu của VSmart mà vô tình nâng cấp lên 4.0, ví dụ như là Star 4, Joy 4, Joy 3 gì đó. Khi các bạn đã nâng cấp lên 4.0 và cái cấu hình máy nó quá yếu và nó hay bị tình trạng là tràn RAM hoặc là bị văng ứng dụng khởi động lại máy, thì các bạn có thể thử cách này nha. Đây là một cách rất là hay. Cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian để theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo của Nóng TV.